hai lúa đã quay trở lại rồi đây tiếp tục chủ đề liên quan tới chuyển đổi số hôm nay chúng ta tìm hiểu về chủ đề phát triển kinh doanh số digital business development kinh doanh là gì kinh doanh là bán sản phẩm để mang về doanh thu từ đó chúng ta sẽ tìm kiếm lợi nhuận cũng như là chúng ta sẽ mở rộng mạng lưới và phát triển khách hàng kinh doanh số thì sẽ bao gồm là chúng ta sẽ thấy là uh, kinh doanh số sẽ bao gồm cái hai mảng đó là kinh doanh truyền thống và kinh doanh trên nền tảng số. tại vì các bạn hiểu là khi mà chúng ta thực hiện kinh doanh á, thì cho dù là chúng ta là giải pháp phần mềm hay là hệ thống hay là bất kỳ một cái gì đó thì chúng ta cũng phải có bao gồm cả kinh doanh nó trên theo phương thức truyền thống và bao gồm cả việc mà chúng ta kinh doanh trên các cái phương tiện trên các cái hình thức số. Đối với kinh doanh số á, thì chúng ta sẽ được hỗ trợ bởi khá là nhiều công cụ hiện đại. Ví dụ như là chúng ta có những cái tool liên quan tới phân tích, liên quan tới bán hàng. Chúng ta có những cái phương tiện mà chúng ta có thể kết hợp với nhau để mà chúng ta có thể khai thác hệ sinh thái của nhau khai thác khách hàng của nhau chúng ta có rất nhiều công cụ để mà hỗ trợ chúng ta có thể là bán hàng tự động vân vân thì các bạn thấy là việc mà thực hiện kinh doanh số hiện nay nó dễ chịu và nó đa dạng hơn rất nhiều so với kinh doanh ngày xưa kinh doanh ngày xưa chúng ta nhiều khi chúng ta phải một một chúng ta phải tự tìm kiếm khách hàng rất là nhiều và cuối cùng cho dù là kinh doanh truyền thống hay là kinh doanh số đi chăng nữa thì cuối cùng thì mục tiêu vẫn là lợi nhuận cái việc mà chúng ta làm sản phẩm cho dù là sản phẩm phần mềm sản phẩm hệ thống giải pháp tư vấn abc gì đó cuối cùng mục tiêu vẫn là lợi nhuận khi mà các bạn làm việc á, thì mình không cần biết là các bạn làm giỏi cỡ nào sản phẩm nó hay ho ra sao sản phẩm có nhiều tiện ích có đa dạng có công nghệ tới cỡ nào đi chăng nữa thì cuối cùng quan trọng là bạn có bán được hay không quan trọng có mang về doanh thu và lợi nhuận cho công ty hay không cái đó mới quyết định sự thành công của các bạn Chứ không phải thành công của các bạn là các bạn đi show Là các bạn có rất là nhiều tiện ích Có rất nhiều công cụ Áp dụng rất nhiều công cụ hiện đại Rất là hay ho ABC gì đó Nhưng cuối cùng bạn bán một cách chật vật khó khăn Không có bất kỳ một cái gì dễ dàng hết Thì bạn chắc chắn bạn sẽ gặp một cái vấn đề là Bạn fail cho nên lưu ý chuyện này ha, không phải là các bạn đi sale, các bạn đi bán hàng là các bạn cứ xoáy sâu vào cái cái show off các bạn sản phẩm có cái gì. Show off sản phẩm mà không mang lại giá trị gì cho người dùng, không mang lại giá trị gì cho các bên liên quan, chắc chắn là bạn fail. Đối với phát triển kinh doanh thì mình tạm chia ra làm 3 giai đoạn. Một là direct consumption, hai là ecosystem, ba là market making. Direct consumption là sao? Direct consumption là các bạn sale theo kiểu một một. Các bạn tìm kiếm những cái khách hàng, các bạn tìm kiếm những cái đối tác mang tính. Các bạn sẽ sale trực tiếp, các bạn bán hàng trực tiếp theo từng cái đối tác, theo từng cái khách hàng riêng lẻ từ những cái đối tác từ các khách hàng riêng lẻ thì các bạn sẽ phát triển sản phẩm của các bạn lên để làm sao mà các bạn có thể kết nối lại những cái khách hàng những cái đối tác đó thành một hệ sinh thái dùng chung mình lấy ví dụ như là các bạn có thể là áp dụng cho một cái hệ sinh thái về mặt bán lẻ các bạn cái giải pháp của các bạn có thể kết hợp với các cái thành phần trong chủ bán lẻ ví dụ như cà phê ví dụ như là siêu thị mình lấy ví dụ như chúng ta có một cái sản phẩm liên quan tới thanh toán chẳng hạn thì các bạn có thể kết nối lại các hệ sinh thái với nhau để mà các bạn có thể tạo nên một cái hệ thống người dùng một cách loyalty hơn, một cách trục chặt chẽ hơn. Mình lấy ví dụ thanh toán thì ví dụ như là một khu dân cư, một cái quận, một cái group nào đó các bạn sẽ thực hiện một hệ sinh thái liên quan tới thanh toán các cái tạp hóa trong các cái quán cà phê, trong chợ, trong bất kỳ một cái cửa hàng nào bên trong, một cái khu vực bên trong, một cái địa bàn để mà các bạn có thể xây dựng hẳn một cái hệ sinh thái sử dụng sản phẩm thanh toán của các bạn. Market making tức là các bạn sẽ biến một cái thị trường rất là rộng khắp, biến một cái thị trường một cái rất là rộng rãi, một cái thành phố, một cái quốc gia mà người ta sử dụng cái hệ sinh thái thanh toán của các bạn. Thì bây giờ các bạn thấy là các cái hệ sinh thái liên quan tới ví dụ như VNPay chẳng hạn, ví dụ như là Momo chẳng hạn thì cái người ta đang đạt một cái mức gọi là market making người ta tạo thành một cái thị trường người ta sử dụng cái hệ sinh thái thanh toán của VNPay của Momo. Các bạn thấy bất kỳ một cái sản phẩm nào các bạn đều có thể phát triển theo ba hướng này. Chúng ta sẽ khởi đầu bằng cái hình thức direct consumption, tức là chúng ta sẽ buôn bán sản phẩm theo hướng một một từng khách hàng một, từng đối tác một. Sau đó chúng ta sẽ tạo thành một cái hệ sinh thái chung là một cái group, một cái địa bàn nhỏ, một cái địa bàn lớn hơn, một cái địa bàn to hơn để mà người ta sẽ sử dụng cái hệ sinh thái của các bạn người ta sẽ sử dụng sản phẩm của các bạn bên trong một cái hệ sinh thái nhất định và cuối cùng các bạn sẽ định hướng thị trường tạo nên cái thị trường tạo nên một cái xu hướng để theo công ty các bạn để các bạn là dẫn đầu nó thì market luôn là niềm mơ ước của tất cả các bạn làm sản phẩm đúng không ạ tuy nhiên tất cả mọi thứ đều phải có từ từ đều phải từng bước từng bước mà đi lên không thể nào mà chúng ta có thể một phát ăn ngay market making được một số điểm cần lưu ý khi mà các bạn phát triển kinh doanh đó là thứ nhất các bạn không thể nào tách rời cái chuyện pháp lý và cái chuyện quản trị rủi ro. Mình đã nói rất là nhiều lần dù là bất kỳ lĩnh vực nào các bạn luôn phải rất là quan tâm tới vấn đề pháp lý và vấn đề quản trị rủi ro. Hơn nữa là để phát triển kinh doanh đôi khi các bạn phải đụng rất nhiều đơn vị pháp luật khác nhau, các bạn phải xin giấy phép, các bạn phải làm làm kia rất là nhiều. Thứ hai là luôn song hành với việc partnership một cánh én không nào đến mùa xuân các bạn không thể nào mà các bạn có thể direct consumption một cách một một mãi được các bạn cũng không thể nào tìm kiếm mãi được cái một một tại vì sao tại vì lý do vì sao người ta phải sử dụng sản phẩm của các bạn cho dù sản phẩm có hai cái cách nào đi chăng nữa thì trên đời này cũng rất là nhiều sản phẩm để cạnh tranh với các bạn lý do vì sao khách hàng phải dùng sử dụng sản phẩm của các bạn chứ thì chúng ta phải luôn song hành với khái niệm partnership khái niệm về đối tác khái niệm về liên quan tới việc là làm theo nhóm theo cái niệm về mặt cộng sinh thì đó mới đảm bảo được cái sự expand của các bạn, cái sự khai thác của các bạn một cách rộng khắp. Việc thứ ba là các bạn phải phân biệt giữa cái chuyện là các bạn đa dạng mỹ miều và cái việc là các bạn thực dụng thì thật sự thì hiện nay các bạn thấy là cái việc thực dụng luôn là cái việc quan trọng các bạn có hay ho sản phẩm đi cỡ nào đi chăng nữa các bạn có mỹ miều lời lẽ mỹ miều về chức năng tính năng của các bạn đi chăng nữa nhưng mà nó không thực dụng nó không mang lại bất kỳ một giá trị nào cho stakeholder cho các bên liên quan thì chắc chắn bạn sẽ fail. các bạn nhìn cái điển hình hiện nay ở thời điểm làm video clip này các bạn nhìn ở góc độ và xe hơi chẳng hạn các bạn thấy là vì sao mà các cái hãng ví dụ các cái dòng xe ví dụ như là Mitsubishi Xpander hoặc là Suzuki XL7, Suzuki Ertiga vì sao nó đánh bật được cái em Toyota Innova mà làm mưa làm gió một thời. Tại vì nó thực dụng. Nó đánh vào đúng cái value của người dùng. Người dùng cần gì? Người dùng cần một chiếc xe che mưa che nắng đủ dùng, giá cả hợp lý, Chứ không phải người dùng cần cái gì đa dạng chức năng Xe rộng rãi, xe thương hiệu Rồi có công cụ này, công cụ kia vân vân Cho tới là nhiều khi là ăn mày quá khứ Người ta đâu có cần những chuyện đó Cho nên là các bạn làm bất kỳ một cái điều gì Các bạn cũng phải quan tâm tới khái niệm thực dụng Và cuối cùng là sự ổn định và trơn tru các bạn cần sự ổn định và trơn tru nữa các bạn không phải là các bạn ok có thể các bạn đánh nhiều vào cái giá trị của người dùng đó các bạn thỏa mãn được cái giá trị đó các bạn có thể có rất nhiều chức năng tính năng nhưng sản phẩm của các bạn lỗi tối ngày không ổn định và trơn tru và cái quan trọng nhất là những cái chức năng những cái tính năng cốt lõi tạo nên cái giá trị đó là không ổn định, không trơn tru nữa thì càng chết. Các bạn có thể lấy ý ví dụ app ngân hàng đi. Các bạn sẽ thấy là ai cũng có thể là chuyển tiền, ai cũng có thể cung cấp những cái trải nghiệm người dùng rất là tốt về mặt chuyển tiền. Nhưng người ta không có ổn định, tối ngày đi lỗi, tối ngày bị kẹt. Thì làm sao mà có thể thu hút khách hàng, làm sao để có thể tạo dựng được cái loyalty của khách hàng được. Các bạn có nhiều chức năng, tính năng cỡ nào đi chăng nữa mà cứ bị lỗi thì làm sao mà nó ok được mình thấy rất nhiều công ty rất nhiều sản phẩm phần mềm nó rất hay ok nó rất hay nhưng lỗi hoài à thì làm sao mà có thể thu hút được khách hàng được cho nên cái việc ổn định và trân tru rất là quan trọng qua video clip này mình muốn nói về là các bạn làm gì thì các bạn cũng phải xác định được cái mục tiêu kinh doanh của mình các bạn cũng phải xác định được làm sao chúng ta mang ra được sản phẩm để bán làm sao chúng ta bán được sản phẩm làm sao chúng ta mang về doanh thu và cái quan trọng nhất là mang về lợi nhuận cho công ty lợi nhuận càng cao có thể sản phẩm của bạn nhiều khi nhìn vào không gì hay hết á Nhưng mà lợi nhuận càng cao thì sản phẩm của bạn càng thành công Và bạn càng được đánh giá cao trong công ty Và bạn càng có vị thế trong công ty Càng có vị thế trên thị trường Cái đó là cái quan trọng nhất Rồi tiếp theo các bạn phải nghĩ tới việc thực dụng không phải là các bạn có chức năng tính năng hay các bạn show off ra là các bạn hay các bạn sẽ đương nhiên các bạn bán được quan trọng là các bạn có thực dụng hay không các bạn có đánh được vào cái giá trị mang lại cho stakeholder hay không hy vọng qua video clip này các bạn có thể nhìn nhận một cách tốt hơn về việc phát triển kinh doanh trong việc làm sản phẩm phát triển sản phẩm luôn đi kèm với làm sao để phát triển kinh doanh luôn đi kèm với làm sao xác định được đầu ra hai lối cho các bạn chúc các bạn thành công